Từ ngày 11 đến 15 tháng Giêng âm lịch, xã Phương Triểu, thành phố Hưng Yên tổ chức lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại hai di tích lịch sử cấp quốc gia là đền Doãn Tướng Công và Phủ Vị. Lễ hội thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách tham gia. Đền Doãn Tướng Công, thôn Phương Trung, xã Phương Triểu, thờ Thượng tướng quân Doãn Đỗ. Ông sinh năm 1393 và mất năm 1439. Là một vị tướng tài giỏi của Lê Lợi và cũng là người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh ở thế kỷ thứ 15. Ông có tư duy chiến thuật độc đáo là cách đánh phục kích mai phục khi thủ khi tiến. Sau khi chiến thắng quân Minh, ông được ban họ vua nên còn được gọi là Lê Nỗ, được ban ấp Lộc Điền ở làng Hương Chiếu, nay là xã Phương Triểu. Ông đưa cả gia đình chuyển từ làng Cót ở kinh thành Thăng Long về Hương Chiếu, hình thành nên dòng họ Doãn ở Hưng Yên. Năm 2023 vừa qua, đền Doãn Tướng Công được đầu tư tôn tạo, thay mới một số hoành cột, mái đường, chỉnh trang khuôn viên sân tường trị giá trên 1 tỷ 200 triệu đồng từ ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa của con em dòng họ Doãn. Tôi là con cháu của họ Doãn, nhất là của cụ Thượng tướng quân Doãn Đỗ. Hôm nay thì về là quá vui, khuôn viên gọn gàng, sạch sẽ, khang trang để nơi thờ tự tướng quân được long trọng thì chúng tôi rất là phấn khởi và tự hào. Trên cơ sở tổ chức lễ hội xuân thì chúng tôi cũng tổ chức lễ khánh thành, việc tôn tạo các đền thờ, các di tích lịch sử của địa phương ở trên toàn địa bàn xã. Nhân dân rất vui tươi, phấn khởi để ủng hộ cho việc tham gia tổ chức lễ hội xuân truyền thống của địa phương. Đền Phủ Vị, thôn Phương Thượng, thờ Hoàng điện Thánh Chiêu Nghi Mẫu Nguyễn Thị Ngọc Toản, cung phi triều nhà Mạc. Bà là một phụ nữ thông minh, tài năng, đức độ và uyên bác. Khi nhà Mạc mở khoa thi kén chọn người tài ra làm quan giúp dân, giúp nước, bà đã cải trang là trai đi thi đỗ tiến sĩ. Vua biết rõ sự tình thì càng thêm mến phục lấy làm vợ và từng gọi bà là bà chúa sau xa. Vì không có con nên bà đã xin vua cho về tu hành tại chùa Quốc Sư hay là chùa Quốc xã Liên Phương. Ngày nay, đền Phủ Vị thôn Phương Thượng là nơi tôn thờ Thánh Mẫu, lễ hội đền Doãn Đỗ và đền Phủ Vị năm nay được lồng ghép với một số đình đền trong xã, tạo thành lễ hội chung của cụm di tích, góp phần bảo tồn và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của các thế hệ người dân xã Phương Triểu, tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân.